Huỳnh Tông Trạch là một trong các nam diễn viên hàng đầu showbiz Hồng Kông với ngoại hình điển trai, vẻ đẹp cực kỳ nam tính. Anh ra mắt với khán giả dưới nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, ca sĩ, người mẫu. Sự nghiệp của anh chàng một thời gắn liền với hãng truyền hình nổi tiếng TVB. Bên cạnh đó, anh cũng là cái tên đa tình nhất với đội Đào Hoa. Để hiểu rõ hơn Huỳnh Tông Trạch là ai, hãy cùng Tuti Health tìm hiểu ngay trong video này nhé. 1. Huỳnh Tông Trạch là ai? Huỳnh Tông Trạch sinh ngày 13 tháng 12 năm 1980 tại Hồng Kông. Anh là một nam diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, người mẫu, người dẫn chương trình, kiêm ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông. Huỳnh Tông Trạch bắt đầu gia nhập vào ngành giải trí từ năm 1998 bằng một chương trình quảng cáo nước uống trà xanh và một số dự án làm người mẫu khác. Sau đó, anh quay trở lại hoàn thành nốt công việc học tập còn dang dở của mình tại trường phổ thông. Năm 1999, ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Huỳnh Tông Trạch đến TVB làm việc ở tuổi 19. Trong mấy năm đầu mới bước chân vào làng giải trí, Huỳnh Tông Trạch khởi đầu bằng việc dẫn chương trình cho một số show của TVB, cũng như đóng vai nhỏ trong một vài phim của TVB. 2. Sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Tông Trạch. Huỳnh Tông Trạch có màn ra mắt chính thức trong phim Đội Cứu Hỏa Anh Hùng 2, 2002. Sau đó, anh được chọn tham gia bộ phim Cổ Trang Thanh Đao Công Lý và bộ phim dành cho lứa tuổi mới lớn Khát Vọng Tuổi Trẻ, 2003. Cũng trong năm 2003, bước ngoặt của sự nghiệp đã đến với Huỳnh Tông Trạch. Anh trở nên nổi tiếng với vai diễn phi công Tạ Lập Hào trong bộ phim Bom Tấn Bao La Vùng Trời. Tiếp đà thành công, năm 2005, Huỳnh Tông Trạch đóng vai chính trong phim Mẹ Chồng Khó Tính. Trong năm này, anh đã xuất sắc giành giải thưởng lớn của TVB, đó là nam diễn viên có bước tiến vượt bậc. Năm 2006 có thể nói là cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới vô cùng thành công trong sự nghiệp của Huỳnh Tông Trạch. Diễn xuất ấn tượng của Huỳnh Tông Trạch khi vào vai một thanh niên ít giao tiếp với xã hội trong Cạm Bẫy 2006 đã giúp anh ấy trở nên nổi tiếng hơn và được công nhận là một diễn viên đang lên thời điểm đó. Anh cũng lấn sân sang con đường ca hát và đã thể hiện thành công một số ca khúc chủ đề cho các bộ phim hoạt hình và truyền hình. Năm 2008, anh phát hành đĩa mở rộng của mình mang tên In Love With Bad Girl và đến năm 2010 tung ra album Bravo. Năm 2017, Huỳnh Tông Trạch rời TVB và gia nhập công ty Thiệu Thị Huynh Đệ, tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường đại lục Trung Quốc. Sự nghiệp của Huỳnh Tông Trạch tại Trung Quốc đại lục cũng thành công rực rỡ. Những tác phẩm có sự góp mặt của nam diễn viên đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trong đó, tiêu biểu là các bộ phim như series Phi Hổ Cực Chiến, Chiến Độc hay Bằng Chứng Thép 5. 3. Đời tư của Huỳnh Tông Trạch. Huỳnh Tông Trạch được mệnh danh là nam thần của làng phim hành động thời bấy giờ. Bóng hồng lướt qua cuộc đời anh nhiều vô kể, scandal tình ái của anh trải dài từ Hồng Kông cho đến Nhật Bản. Trong suốt sự nghiệp, Hồ Hạnh Nhi là người đẹp gắn bó lâu nhất với Huỳnh Tông Trạch. Cặp sao bén duyên vào năm 2005 khi hợp tác trong phim Mẹ Chồng Khó Tính. Nhưng tưởng đâu cả hai sẽ đến được bến bờ hạnh phúc thì năm 2012, cả hai xác nhận chia tay sau 8 năm công khai. Nguyên nhân khiến Hồ Hạnh Nhi quyết định dứt tình với tài tử TVB là vì bản tính ham chơi, thói lãng từ trăng hoa của người yêu. Trong suốt thời gian yêu nhau, không ít lần nam diễn viên dính tin đồn yêu đương với bạn diễn và những người đẹp khác trong làng giải trí. Chia tay với Hồ Hạnh Nhi không bao lâu, Huỳnh Tông Trạch đã vướng vào nghi vấn hẹn hò với Diêu Tử Linh. Cả hai bắt gặp đi ăn tối và hẹn hò với nhau. Đáng nói, sao nữ họ Diêu lại chính là bạn thân của Hạnh Nhi. Cặp nghệ sĩ sau đó lên tiếng phủ nhận và cho hay chỉ là quan hệ anh em tốt của nhau. Sau đó, Huỳnh Tông Trạch úp mở thừa nhận hẹn hò với nữ siêu mẫu Dương Tranh, hơn mình 8 tuổi. Mối tình chị em của cả hai lập tức gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, họ chỉ hẹn hò được 21 ngày rồi sớm chia tay. Huỳnh Tông Trạch và người mẫu Nhật Bản Jun bén duyên khi hợp tác chung cùng dự án quảng cáo. Chuyện tình của Huỳnh Tông Trạch và Jun bị người hâm mộ phản đối dữ dội sau khi họ phát hiện mẫu nữ xứ Phủ Tang là mẹ của hai của con gái. 3 tháng sau ngày công khai yêu đương, cả hai đường ai nấy đi. Không thể chịu cảnh cô đơn quá lâu, anh lập tức vướng vào nghi vấn hẹn hò với nữ diễn viên 17 tuổi Dương Gia Hân. Gia Hân là người chủ động theo đuổi Huỳnh Tông Trạch trên phim trường. Cô và anh còn bị bắt gặp hôn nhau sau khi phim đóng máy. Năm 2018, Huỳnh Tông Trạch được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên kém 12 tuổi tên Trần Gia Hoàn. Cả hai bắt gặp qua lại sống chung với nhau suốt 6 tháng. Thế nhưng, anh đã bị lật tẩy bắt cá hai tay khi cùng lúc hẹn hò cùng lúc với cả Gia Hoàn và người đẹp Trương Sa Sa. Sa Sa và Tông Trạch bắt đầu yêu đương từ năm 2015 sau khi tham gia bộ phim Chân Mệnh Thiên Nữ Của Tôi. Vì không muốn dư luận bàn tán chuyện tình cảm nên cả hai đã giữ kín và không công khai. Lợi dụng sơ hở này nên anh đã ra ngoài tìm tình mới. Năm 2020, anh vướng vào tin đồn tình cảm với bạn diễn Dư Hương Ngưng trong khi đang yêu đương với Trần Gia Hoàn, bạn thân của Dư Hương Ngưng. Quả thật, chuyện tình trường của Huỳnh Tông Trạch đã khiến cho giới báo chí tốn không ít giấy mực.
Trên đây là đôi nét về tiểu sử của Huỳnh Tông Trạch mà Tuti Health muốn chia sẻ tới bạn. Hy vọng rằng những thông tin trên đây đã giúp các bạn hiểu hơn về anh chàng đẹp trai này. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!